Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến đây là một trong những cái sự kiện mà quân đội của Hoa Kỳ càng ngày càng trở thành tuyệt vời. Và tôi thưa với quý vị, Da Trắng họ bảo nhau. Lâu nay Tổng thống Donald Trump chủ trương tiêu diệt Tập Cận Bình, bởi vì không cho cái lũ da vàng này nó ngóc đầu lên được. Nó muốn bằng Da Trắng không bao giờ. Tôi đã thưa với quý vị nhiều lần, bởi vì Donald Trump mới tiêu diệt kinh tế tàu. Tập Cận Bình đang nghênh ngang mỗi một năm ăn cắp của Mỹ hàng ngàn tỷ đô la. Khoe của đến nỗi mà cho Obama vay đến 1.500 tỷ. Mặc dù nước tàu cộng sản đối với Mỹ nó chỉ là muối bỏ bể. Đấy, như tôi đã có lần thưa với quý vị, chỉ có một gia tộc không thôi, gia tộc Rothschild, mà tiền bạc nó lên đến hàng trăm ngàn tỷ, mà nó buôn bán ngân hàng, rồi địa ốc, rồi tài sản thế giới, rồi dầu hỏa. Nó thu gom những cái tài nguyên của thế giới cho một cái gia đình không, lên đến cả trăm ngàn tỷ đô la. Mà một tỷ đô la là có 1.000 triệu đô la. Mà một triệu đô la là có hàng ngàn ngàn đô la. Quý vị thấy không? Tàu cộng có ăn cướp của nước Mỹ, của thế giới suốt 30 năm qua, giờ này cũng chưa có đến 100.000 tỷ đô la. Và đã bị Donald Trump tiêu diệt trong 4 năm cầm quyền của ông. Giờ tàu bây giờ đang sống dở chết dở, còn chỉ đủ tiền để đi hối lộ những cái tên mất nết của đảng con lừa ở Hoa Kỳ. Nhưng mà Da Trắng vẫn bảo nhau. Nước Anh ngày hôm qua, ông Thủ tướng Boris Johnson đã nghe lời Hoa Kỳ là phải tối tân hóa quân đội của Hoàng gia Anh. Chính phủ Boris Johnson đã tuyên bố trong vòng 5 năm tới sẽ dùng đến 200 tỷ đô la để hiện đại hóa và tối tân hóa bộ máy, nguồn máy chiến tranh của Hoàng gia Anh. Ở trong đó sẽ mua ít nhất 180 xe tăng loại mới và sẽ mua ít nhất 227 cái loại gọi là phi cơ F-35 của Hoa Kỳ, với cái số tiền riêng cái phi cơ không đã lên đến trên 10 tỷ đô la. Quý vị thấy hay không? Mặc dù cái đảng con lừa bây giờ đang phá hoại nước Mỹ. Quý vị nhớ cái số tiền mà gọi là 1.900 tỷ đô la để nó cứu trợ vấn đề dịch Vũ Hán, thì trong đó nó bỏ ra vào khoảng độ hàng trăm tỷ đô la nó cho các quốc gia khác trên thế giới. Có lắm người bảo, ủa tại sao nước Mỹ này nó lại dân cho dân quá ít mà nó đem cho ngoại quốc quá nhiều? Dễ thôi, lại quả. Thí dụ chúng nó cho cái nước Ai Cập 3 tỷ, thì trong đó thì Ai Cập cũng lại phải cho nó lại ít nhất 1 tỷ, bởi vì cái bọn Ai Cập cũng là cái bọn tham nhũng. Rồi nó cho cả Iran, rồi nó cho cả các quốc gia nghèo của Á Châu, trong đó có cả Việt Nam. Không có quốc gia nào mà lại cầm nguyên cái số tiền mà nó cho. Đảng có lừa mà. Thí dụ cho nước Việt Nam 3 triệu đô la, thì nó rút tay trái lấy lại ít nhất 1 triệu cho đến 2 triệu. Rồi cha con Việt Cộng nó mới chia nhau 2 triệu đứa túi. Cho nên bảo tại sao người ta vẫn đi theo Việt Cộng? Là vì chúng nó được chia đều. Gái nó cũng chia đều, thì đô la nó cũng chia đều. Cho nên chúng nó bảo vệ nhau, chúng nó như là những cái mắt xích. Thằng A chết, thằng B chết, có vậy thôi. Bởi vậy cho nên cái đảng của nó càng ngày càng giàu, mà dân càng ngày càng khốn nạn. Thế thì Thủ tướng Boris Johnson nói rằng là trong 4 năm tới sẽ phải phát triển những cái loại phi cơ nổi tiếng, từ lục quân cho đến hải quân hoàng gia, không quân hoàng gia, và ngay cả vấn đề cyber attack, tức là phải bảo vệ hệ thống mạng để khỏi bị thế giới hacker xâm nhập vào nền an ninh của Anh quốc. Hai tuần vừa rồi, ông Thủ tướng cũng ký một sắc lệnh nói rằng tất cả những quốc gia nào mà làm ăn với tàu cộng không được dính dáng vấn đề an ninh của Anh quốc. Thêm vào đó thì là Anh quốc sẽ mua những cái loại
xe tăng tấn công loại mới tên là Dreadnought Class. Hiện nay họ chỉ dùng cái loại Abraham M1, M2 và họ sẽ phát triển bằng cái loại xe tăng mới có thể phóng hỏa tiễn Tomahawk, vừa đi trên sa mạc mà vừa có thể phóng hỏa tiễn tới bất cứ địa điểm nào trong vòng 300 cây số. Rồi cái đơn vị về lục quân thì họ sẽ phải phát triển thêm 758 loại xe tấn công cho bộ binh của Anh Quốc. Còn cái loại 500 chiếc xe tăng cũ bây giờ họ sẽ bán cho các quốc gia nghèo đói ở châu Phi, đối với Anh Quốc trở thành vấn đề lỗi thời. Rồi thêm vào đó, quân đội của Anh Quốc hiện nay có 82.000 quân thiện chiến sẽ rút xuống còn 73.000 quân. Nhưng mà thay vào đó thì lại mua cái loại 138 phi cơ F-35 Lightning II, tức là cái loại sấm sét F-35 lên thẳng cũng được, mà lên theo chiều dài cũng được. Đó là cái loại phi cơ tối tân nhất thế giới hiện nay của Hoa Kỳ. Quý vị đã thấy chưa? Họ vừa bảo nhau, họ vừa bảo vệ nhau. Bởi vì với 135 phi cơ này, 38 phi cơ F-35, họ có thể thêm ít nhất 5 triệu công nhân cho Hoa Kỳ. Rồi thêm vào đó, quân đội của họ sẽ phát triển hiện nay có một loại hàng không mẫu hạm tối tân là của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Đó. Đến năm 2025 thì họ sẽ tốn tất cả vào khoảng từ nay đến 2025 thôi, tức là 3-4 năm nữa, sẽ tốn vào khoảng trên 200 tỷ đô la để tối tân hóa. Và cái loại mà gọi là Internet computer nổi tiếng nhất của Anh, họ sẽ thay đổi hoàn toàn, không còn cái loại fifth generation của Huawei nữa. À. Và đấy là một trong những cái sự kiện để họ nói rằng đáp ứng. Bây giờ lâu nay họ có loại drone phi cơ không người lái, họ sẽ mua của bên Anh Quốc, bên Hoa Kỳ và hợp tác với Hoa Kỳ để phát triển cái loại tàu không người lái như Hoa Kỳ. Cho nên quý vị thấy, chúng ta có Úc Đại Lợi, chúng ta có Tân Tây Lan, chúng ta có Anh Quốc, rồi chúng ta sẽ có Âu Châu đi theo đứng đường lối của Mỹ, mặc dù họ không thích Mỹ. Cái chuyện đó dễ hiểu, là vì nước Mỹ bây giờ cũng là một cái siêu cường thế giới không có đối thủ. Ngày trước thì còn có Liên Xô, bây giờ Nga Xô coi như là hạng nhì. Nga Xô bây giờ là chỉ có hơn tàu, là vì những cái nhà Bắc học của Nga Xô thời Liên Xô bây giờ đang được tàu nịnh bợ trả lương để làm việc cho tàu. Nhưng mà cái ngân quỹ không thể bằng Hoa Kỳ. Nhất là trong 4 năm của ông Donald Trump, ông ta xài đến gần 3.000 tỷ đô la để tối tân hóa quân đội của Mỹ và mở ra một cái Space Force, là một cái loại lực lượng không gian và vũ trụ tuyệt vời. Đến đây quý vị sẽ nói rằng, ôi giáo sư, mới đây có một tên trung tướng không quân của Mỹ đang nói rằng là có thể bây giờ mà tàu cập nó tấn công là Mỹ không thể nào thắng. Xin lỗi, đó là cái propaganda, đó là cái lối tuyên truyền của Mỹ để cho nó nhồi sọ cho bụi tàu của Tập Cận Bình mộng du, nghĩ rằng có thể tấn công được. Nhưng sự thực không phải thế. Vì cho đến bây giờ, nói về không quân của Mỹ là chuyện nhỏ, nhưng mà lực lượng không gian của Mỹ mới là chuyện lớn. Tàu cộng chưa biết mén mảng vào vấn đề Space Force để mà đủ sức có lực lượng về vũ trụ như là Hoa Kỳ. Bằng chứng là quý vị thêm mấy ngày hôm nay, hôm thứ Năm vừa rồi, cơ quan SpaceX của Elon Musk phóng lên quỹ đạo của quả đất cách mặt đất 345 mai, tức là vào khoảng 500 cây số, 60 vệ tinh để nó giáp nối vào Starlink, là một cái mạng lưới vũ trụ mà nó chủ trương trong vòng 5 năm tới sẽ lên đến 42.000 vệ tinh. Đến bây giờ nó đã phóng được 9 chuyến thành công liên tục để lấy lại cái booster, tức là cái lò hỏa tiễn tầng thứ nhất, nó chứa khí helium để nó đẩy vệ tinh vào trong quỹ đạo của quả đất và nó trở về lại địa cầu, đáp xuống một cái phà mà nó đã định trước để cơ quan có thể lấy lại và sử dụng
tái sử dụng, lần này đã là lần thứ 9. Đó. Tổng cộng 45 chuyến phóng rất thành công. Cho nên đến giờ này Hoa Kỳ đã có của công ty SpaceX thôi 1.278 vệ tinh. Quý vị thấy kinh không? Và hôm Chủ nhật vừa rồi, tức là hôm qua, lại phóng thêm 60 vệ tinh nữa thành công. Nếu quý vị đi vào sự thực, quý vị sẽ thấy cả thế giới này không bao giờ, never had and never will, nói theo người Mỹ, không bao giờ đã từng và cũng sẽ không bao giờ có thể chạy kịp với Hợp Chủng Quốc Mỹ về vấn đề không gian và vũ trụ. Kính thưa quý vị, là một lần nữa chúng tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.